Dạ, Thanh Liêm mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Thanh Liêm Long Xuyên. Thì chiều hôm nay thì trong hôm nay thì Thanh Liêm quay lại tiếp tục quay chia sẻ chi đẹp cho quý cô chú anh chị xem. Mời quý cô chú anh chị cùng đi theo vô ha. Ui. Gì vậy? Gì? Công an lại xét giấy tờ. Xét giấy tờ gì? Giấy tờ gì đâu, có gì đưa nó ra. Vậy hả? Ừ. Chứng minh. Có gì cho đưa ra sao? Chứng minh bằng lái gì đó đưa ra. Vui ha, này vui ha. Hôm qua bố ăn cherry nhiều quá bị sỉnh hay gì á. Ta nói ăn cherry nhiều bị sỉnh đó. Hả? Rồi tự nhiên đang quay cái máy bị đứng quý vị ơi. Trời ơi đẹp bữa nay làm thơ nữa kìa quý vị. Để Thanh Liêm đọc cho quý vị nghe nha. Nhớ anh không biết phải làm sao. Chỉ mượn một người bạn để biết đâu là tình cảm. Còn chỉ biết tâm sự cùng ai đây. Chỉ có ốc sên mới hiểu rõ thôi nhé. Yêu của gì yêu gì trời. Có vậy thì phải có mượn. Đúng không anh? Lỡ hẹn đò sáng phải làm gì đây? Gì? Em chỉ yêu nhớ người lọc lừa. Thôi, trong xanh, tranh tình bên dài gì cuộc đời. Đâu biết cuộc đời người sẽ gì ra sao nè. Em mất rồi biết phải làm sao đây? Chỉ có người trong mới trong mơ mới hiểu được. Trời ơi, ký tên người biết viết Lê Thị Tố Nữ. Rồi bài thơ này xin gửi về anh Gà Trống. Đúng không? À, trời ơi, này làm thơ nữa, làm thơ gửi về anh Gà Trống nữa. Thì bài thơ đó là cũng gửi về anh Gà Trống. Anh Gà Trống có nghe được, cũng hiểu được nỗi niềm tâm sự của ca sĩ Bạch Ngọc Đẹp. Nay nhặt bán được nhiêu tiền? Chưa bán được ngàn nào. Chị bá giấy thấy mất tiêu hết rồi, nói kỳ vậy. Nắng 4 giờ mấy chiều mà trời còn nắng. Cha cha, nghe tiếng hai chú gà ở đâu sao hè này ta. Thôi à. Nè, đợi tôi ra mày nói mà gà có gì rồi đừng có chắc con ngay. Cái gì dữ vậy, trống dữ trời. Ôi ơi. Ôi ơi. Thầm bà lần sân khấu á trống hết trơn. Quá thế rồi. Ý, đúng lên. Mẹ mày bỏ mày rồi. Mày vô mày dứt nó tọc lên. Mày giúp nó đi, tao mày đem, tao đem ra tao làm thịt cho mày ăn. Đi đi. Đi đi. Đốt là em dám vô dứt cái đó. Tao làm gà tiềm hút bắp cho má mày ăn luôn. Vô lên. Vô dứt. Vô nhai đầu hang gà đi, ra tao làm gà tiềm hút bắp cho má mày ăn luôn. Ai gọi kìa? Điện thoại mới rung kìa, ai gọi kìa, nghe coi. Thôi nghe chị mất cơm. Cái gì vậy sao? Nghiểu gọi hả? Trời ơi đã nghe, bởi vì làm thơ tình kìa, thiệt có ai gọi kìa. Nghe đi. Sao vậy? Nghe có ai gọi hả? Cái thằng chó nào nó gọi. Người tình của ca sĩ Ngọc Đẹp. Kìa kìa kìa, ông lại lại mè đi kìa. Lụm nó mè ơi, lụm nó. Lụm nó mới thả. Tụi thả gà lọc lại lụm liền luôn. Bỏ vậy. Bữa nay cái anh Gà Trống mới lớn chứ lắm rồi. Gì hả? Ừ. Tối có cho ngủ chung không? Ảnh ngủ mà nó riêng biệt của ảnh á. Gì hả? Ủa sao lúc đầu nói cho ngủ, ảnh ngủ chung mà. Cho
anh ngủ chung chà cứng à. Dạ. Yeah. Tối dỗ cho anh ngủ. Nó nó kẹo lên ra nữa kìa. Lên. Lên biết chỗ của hàng gà của gì. Bệnh rồi. Ai bệnh? Đi mua giùm cửa thuốc uống đi. Thuốc gì? Mua thuốc nhất toàn thân không khỏe. Nhất toàn thân không khỏe là thuốc gì trời? Quà bác Úc xin viên cetanol uống vô. Thôi không phải uống thuốc đó. Toàn thân khỏe gì đó là thuốc nhức đầu đó. Nhất toàn thân không khỏe hả? Thiếu máu nữa nè đây. Trời ơi. Ừ. Cử thuốc làm gì tùm lum chứ. Không mua ra đại đó tự tôi đi mua. Ừ tự mình đi biết mình đi mua đi chứ giờ mình nói sao biết được người ta biết được. Mình bệnh sao ra mình trình bày với bác sĩ người ta bán. Gà này đầu đường này có bán nè. Tiệm thuốc tây ngoài này nè, kế bên luôn nè. Ê ê. Ôi ôi trời ơi trời ơi. Mệt mày nó nghe hết lên. Bự hơn mày gấp 3-4 lần luôn. Bị con Malinois nó gượt. Ra dọc nó nữa kìa. Lên. Hôm qua ăn cherry nhiều quá. Bởi vì ghi mình mấy luôn phải rồi. Anh biết rồi không? Cho ăn cái hai cái ăn chơi coi. Thôi đi ăn gì mà ăn dữ vậy. Ăn thì mới là còn hồi đường cây đi. Cho nhiều lấy còn cho ít không lấy. Không lấy trời. Ừ. Chứ mà định cho làm sao? Cho 1 cái à. Thôi cho 2 cái 3 cái gì mà ờ, lấy. Ờ cho 1 cái à. Ăn mày thôi. Thôi vậy thôi không ăn luôn. Ừ. Cái này ăn ai nhịn. Một người ăn mà 3-4 người kia đè vô dí nó quánh nữa. Chị cho là chị phải cho 2-3 cái. Chữ giờ. Còn bài thơ nào khác không? Tôi đọc cho nghe coi. Ở rồi cha ơi. Đâu đưa là mượn lại coi, đọc lại cái nữa coi. Chiêm ngưỡng cha đọc hoài mệt đó cha. Chiêm ngưỡng lại cái bài thơ của Ngọc Đẹp gửi cho chú gà trống. À. Đâu? Đâu rồi? What your name? My name is Krem. Rồi đây là bài thơ của soạn giả Ngọc Đẹp. Gửi đến anh gà trống. Lê mẹ kêu quý gì vậy? Trống gà đá. Ký tên luôn đàng hoàng nha. Cá gà trống. Ngồi thế luôn bóng BD. Ai, ai bóng? Thì tôi bóng BD chứ còn gì nữa. Ai? Kìa đó ai gọi nữa kìa. Cái đó đấy. Trời ơi trời, có người yêu gọi gì bữa nay sao cười hoài ta. Có vấn đề gì không? Người yêu gọi. Ông Len vô bắt gà trống để tao làm thịt cho ăn. Ông Len ơi. Bắt nước luôn. Đi đi ông Len. Đừng chở mày ra. Mày nhai cái đầu nó đi là tao làm thịt được liền à. Đáng nhớ mày. Làm cho ông Len ăn đi bỏng thương đó hả? Kỳ vậy? Công trạng của ông Len nó lớn lắm mà bà không thương nữa. Sao ạ? À? Ông Len nè. Đi theo bạn trai rồi. Chị không thương ông Len gì chứ. Cà rem kìa. Ờ mua cho cây cà rem anh coi. Cà rem, cà rem. Cà rem. Cà rem. Hai cây ơi. Mày mua cà rem ăn quý vị. 5.000 một cây. 2 cây 10.000. Bốc ok em. Không. Dạ. Đau bỏ đó nha. Dạ. Đau rồi cái không có nấu cơm chuẩn bị đứa nào. Dạ dạ. Tính ăn kem ly mà. Ăn kem gì đó kêu. Thôi lỡ rồi. Có bánh nạn bánh này ngon. Lỡ rồi. Ừ. Một cây của cơ. Trời ơi biết cảm ơn nữa trời. Cảm ơn người bán không cảm ơn người mua gì hết trơn à chị. Chứ chị kỳ vậy. Em mua mà chị không cảm ơn em gì hết trơn gì đẹp. Mời cả nhà ăn kem nghe quý vị.
chân cho mẹ nó nè. Ăn y nước dừa không rụng lông luôn. Chính cạo lông nó rồi đó. Cạo lông mất nước lên làm luôn hả? Ừ. Bà làm đó, tôi làm hang gà bà đó. Hai gà quý của tôi. Gà quý cho bạn ốc lên. Hai gà quý thôi, ốc lên. Bằng hai gà. Ngon quá. Tôi kiếm cái con kia tôi nuôi nữa còn. Con gì? Con ngỗng á. Trời ơi. Đâu ra? Với cái con gà đại biểu á. Thằng ơi, tính mở trang trại luôn cái gì mà đồ mua đà điểu nữa hả? Đang nằm rồi quý vị. Mây tâm trạng của ca sĩ Ngọc Đẹp vui rồi. Mới làm bài thơ tình đó tặng tặng cho người yêu là giải sầu được rồi. Gửi về anh gà trống. Gà trống mắm nái. Đi đấy, tới giờ kìa. Đi trước đi. Đi chung luôn. Đi trước đi. Trước rồi đi làm gì, đi tôi đi về luôn. Biết rồi. Còn nhiêu lãnh nhiêu? Ừ. Lãnh được trăm tờ không? Tiền đâu ra lãnh trăm tờ. Dư xăng luôn chứ không tiền. Dư rồi dư ốp lên. Bữa hôm bà tám xuống là cho không thấy 800. Bà cho nào đó cho em? Lần 300, lần sau cho 500. Rồi ẩm ai em muốn à. Gì? Ẩm gà em ăn muốn à. Ăn gì dữ à? Ừ. Rồi ẩm gà là tiện số, không được mấy lần số. Rồi mua gà chi? Ừ. Bởi vì mua 7, 3 hết tiền. Mua gà hết 5 ngàn rồi. Ừ. Có thể bán trăm tờ khốn sống thà. Ta đưa 100 tờ biết nhiêu lần rồi. Giờ mình bư quào đi, giờ không ai cho mình hết trơn nữa. Ừ. Khán giả ta làm quá trà la rồi kìa. Ừ. Xài tiền không biết gìn giữ. Mua con này con kia con nọ hoài. Mình ăn mọi người không nói, nhưng mà mình xài mình mua con này con kia quá trời. Vậy thôi em bán hàng gà đổi 100 tờ thôi. Thôi. Mình không có tiền. Để anh cứ thường ai hỏi nhỏ thầu số rồi. Người ta không có đổi đâu. Mà bạn cũng nên nhớ là con gà bữa hổm là có của mình hết 300. Bạn còn nhớ không? Thì con gà cao còn ừ. Con gà trống thì đem đi hỏi nay đây đủ 100 tờ số phải không? Nó ai gọi nữa kìa. Chà, cái này có nói chuyện với ai cái gì nãy giờ nghe điện thoại báo ụt hoài luôn. Chờ tôi dài màu đen lên rồi đạp về mới mua mấy trăm ngàn. Nó biết tôi mua dép rồi phải không? Tôi đòi mua dép không chịu, tôi mang giày. Mang giày cái dục gì không. Ốc Lan vô nhai đầu hang gà đi Ốc Lan.
Gô ti chiều nay mình làm thôi. Đâu có đầu cá lóc đây, 2-3 cái gì đẹp, 4 cái luôn. Đi chưa? Đang ăn cà rem ở đi chưa? Ta đang ăn. Trời, ăn đi, ăn xong đi, ăn xong đi. Ăn cà rem, ta đang tưởng đến còn chưa ở đi chưa? Từ từ có đây. Mỏ gung nữa kìa. Chết rồi, dính nhạc nữa quý vị ơi. Trời, đừng có dính nhạc nè. Tới đi, chạy trước đi, tôi chạy theo sau. Kệ, đứng đây đi. Đi đi. Đi đi luôn. Đi luôn, mà đi ra trước đi. Về xe ra không? Ừ. Đi nào để tôi biết, tôi ra tôi đợi. Đi này nè. Rồi. Mình này nè, dễ đi ra mình này. Rồi. Ừ. Đi lên. Rồi bây giờ... hôm nay là chị đẹp đi lấy giấy số bán nha quý vị, còn nhiêu lấy nhiêu. Được chưa? Còn nhiêu lãnh nhiêu. Mà điểm tiền của cái gì? Rồi đứt vốn thôi ở nhà luôn. Nguyễn Thị Dục. Ừ, dễ đi, dễ đi. Ừ. Lên.
gì? Đi đâu? Rồi giờ chuẩn bị lên đường lấy số, anh chị đẹp đi lấy số nha quý vị. Hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của Thanh Liêm Long Xuyên ạ. Bây giờ Thanh Liêm xin tạm dừng video tại đây, quý cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp Thanh Liêm nha cả nhà. Rồi thì giờ chị đẹp đi rồi, em xin kết thúc video tại đây ạ.